rất vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FBNC. Kính thưa quý vị, mùa báo cáo kinh doanh tiếp tục là động lực chính của Forwon, và phiên giao dịch đêm qua thì Forwon đã diễn biến trái chiều. Đáng chú ý là các mã công nghệ lớn sụt giảm mạnh sau báo cáo doanh thu. Kết phiên ngày 26 tháng 10, chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,2%, S&P 500 tiếp tục mất gần 0,2%, còn Nasdaq cũng giảm 0,6%. Thị trường tiếp tục bị bán tháo mạnh với khoảng 6,6 tỷ cổ phiếu được sang tay, cao hơn mức trung bình trong 20 phiên gần nhất. Mùa báo cáo kinh doanh tiếp tục là động lực chính của các chỉ số. Đáng chú ý, cổ phiếu Apple tiếp tục đè nặng lên cả S&P 500 và Nasdaq với mức giảm 2,2% sau khi công bố doanh thu quý 3 lần đầu giảm trong vòng 15 năm qua. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones nhận lực đỡ từ cổ phiếu Boeing với mức tăng mạnh nhất kể từ cuối năm ngoái là 4,7% sau khi công bố lợi nhuận quý 3 tăng vọt, dù doanh thu tăng khá chậm. Mặt khác, hãng sản xuất thiết bị y tế Edwards Lifesciences giảm mạnh nhất trên S&P 500 với mức giảm 17,1% sau khi công bố báo cáo quý 3 thấp hơn dự báo. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu hãng thực phẩm Mondelez tăng 3,6% nhờ báo cáo doanh thu và nâng triển vọng kinh doanh cả năm. Dù vậy thì cho đến nay, nhìn chung mùa báo cáo kinh doanh vẫn thể hiện khá tích cực. Cho đến nay, trung bình doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết tăng 2,2%. Trước đó, số liệu chính thức cũng cho thấy doanh số nhà bán mới ở Mỹ trong tháng 9 bất ngờ tăng. Cả doanh thu bán buôn và bán lẻ cũng có tăng nhẹ, cho thấy dấu hiệu nền kinh tế Mỹ vẫn đang giữ được nhịp tăng trưởng tốt. Tương tự như Forwon thì chứng khoán châu Á ngày 27 tháng 10 đã diễn biến trái chiều với sắc đỏ bao phủ trên diện rộng. Giá dầu là nguyên nhân chính kéo chứng khoán châu Á đi xuống. Kết phiên giao dịch ngày 27 tháng 10, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,3%, AS200 của Úc giảm 1,2%, Shanghai của Trung Quốc giảm 0,1%, chỉ có Kospi của Hàn Quốc tăng 0,5%. Tại Úc, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giảm điểm, với nhóm năng lượng giảm mạnh nhất ở mức 1,8%, nhóm nguyên vật liệu giảm 2,1%. Giá dầu là nguyên nhân kéo các chỉ số đi xuống. Phiên đêm trước, giá dầu Mỹ giảm 1,6%. Giá dầu Brent giảm 1,6%. Cả hai đang giao dịch quanh ngưỡng $50 một thùng và nhiều lo ngại sẽ mất mốc 50 này trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến giá dầu giảm là do trong thời gian qua, lượng dầu thô tương lai bán ra tăng lên mức kỷ lục. Trong thời điểm mà chưa có động thái cắt giảm sản lượng nào chính thức được áp dụng, lượng cung dầu cao trên thị trường vẫn đang khiến cho giá dầu bị ghìm giữ ở mức giá thấp. Tại Úc, cổ phiếu của Santos giảm 2%, Orsett giảm 2,4%, Woodside Petroleum giảm 1,5%. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Fuji Oil giảm 0,9%. Tại Úc và Trung Quốc, diễn biến tương tự với cổ phiếu của SOI và CNOOC. Sang các thông tin khác thưa quý vị, mới đây thì Mỹ đã bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có nội dung liên quan đến việc bãi bỏ lệnh cấm vận về kinh tế đối với Cuba. Đây là lá phiếu trắng đầu tiên của Mỹ sau 24 năm phản đối. Liên Hợp Quốc mới đây đã tổ chức cuộc bỏ phiếu liên quan đến vấn đề bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Tại lần bỏ phiếu này, Mỹ là lần đầu tiên bỏ phiếu trắng. Tại 24 lần bỏ phiếu trước đây, Mỹ đã liên tục bỏ phiếu phản đối nghị quyết này. Phía Cuba tỏ ra rất hoan hỷ vì lá phiếu này của Mỹ. Ngoại trưởng nước này hy vọng đây sẽ là cơ hội để cải thiện mối quan hệ vốn tồn động nhiều lục đục của hai quốc gia. Lá phiếu trắng này của Mỹ là một động thái đầy hứa hẹn trong việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, và dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ là chìa khóa để bình thường hóa quan hệ hai nước. Tuy nhiên, bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, quyết định này không có nghĩa là Mỹ sẽ đồng ý hoàn toàn với mọi chính sách của chính phủ Cuba. Bỏ phiếu trắng không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ đồng ý với mọi chính sách của chính phủ Cuba. Chúng tôi vẫn rất e ngại về việc người dân nước này vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, như quan điểm mà Tổng thống Obama đã bày tỏ trong chuyến thăm tới Havana. Chúng tôi hy vọng người dân nước này sẽ có những quyền lợi cơ bản về nhân quyền. Cuộc bỏ phiếu kết thúc với 191 phiếu thuận cùng 2 phiếu trắng trên tổng số 193 phiếu. Điều đó có nghĩa là nghị quyết về bãi bỏ lệnh cấm vận về kinh tế đối với Cuba đã được thông qua. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết không mang tính bắt buộc, nhưng nhìn chung đã có ý nghĩa nhất định về mặt chính trị. Hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ American Airlines sẽ chính thức khai trương văn phòng mới tại thủ đô Havana trong tuần này. Hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ là American Airlines sẽ khai trương văn phòng mới tại thủ đô Havana, Cuba trong tuần này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ cho phép hãng cùng 8 hãng hàng không khác bắt đầu các chuyến bay thương mại đến Havana hồi tháng 8. American Airlines sẽ có 35 chuyến bay một tuần trực tiếp đến Cuba, trong đó 28 chuyến xuất phát từ bang Miami và 7 chuyến xuất phát từ thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina. Các hãng hàng không JetBlue, Delta Airlines, United Airlines cũng nằm trong danh sách được cấp phép. Dự kiến sẽ bắt đầu dịch vụ tại Cuba vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã thông qua lịch trình bay của các hãng hàng không đến nhiều thành phố khác ở Cuba. Đây là thông tin đáng mừng cho người dân và đất nước Cuba. Sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nếu chúng ta không đi hãng hàng không này, chúng ta có thể chọn một hãng khác. Mọi người sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho chuyến hành trình của họ.
Chúng tôi xem đây là dấu hiệu tích cực, hy vọng các hãng hàng không khác cũng bắt đầu đến với Cuba. Hiện lệnh cấm du lịch đến Cuba vẫn còn hiệu lực, nhưng Mỹ đã ngừng truy tố các cá nhân đến Cuba từ sau khi ông Obama lên làm tổng thống. Du lịch từ Mỹ đến Cuba được coi là hợp pháp nếu đáp ứng được một trong 12 tiêu chí như việc các mục đích giáo dục, văn hóa hoặc tôn giáo. Kế hoạch cải thiện du lịch hàng không Cuba xuất phát từ chính sách mở cửa của Tổng thống Barack Obama đối với Cuba, trong đó bao gồm việc khôi phục quan hệ ngoại giao cách đây một năm. Tuy nhiên, Cuba vẫn chịu lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ ở hầu hết các hoạt động thương mại khác. Tổng thống Obama có quyền mở rộng hoạt động thương mại với Cuba, nhưng chỉ Quốc hội mới có thể dỡ bỏ cấm vận. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa đã bác bỏ mọi đề nghị này sau một cuộc bỏ phiếu. Giữa lúc ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt băng khánh thành khai trương khách sạn mới, thì ngôi sao của ông trên đại lộ danh vọng Hollywood đã bị đập phá. Du khách đã phản ứng trái chiều về vụ việc này. Ông Donald Trump được khắc tên trên đại lộ danh vọng vào năm 2007 sau khi dẫn dắt chương trình Người thực tập trên đài NBC của Mỹ. Đến hôm 26 tháng 10, ngôi sao có tên ông đã bị đập vỡ. Nhiều du khách tỏ ra bất bình vì cho rằng đại lộ danh vọng không liên quan gì đến chính trị. Chuyện này thật vô lý, đại lộ danh vọng là điểm du lịch không liên quan gì đến chính trị cả. Tôi thích Hillary Clinton hơn nhưng tôi vẫn thấy nên tôn trọng những việc khác. Tôi thấy rất buồn với tư cách là một du khách, chuyện này không tốt cho hình ảnh của Los Angeles chút nào. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng chuyện này là dễ hiểu. Tôi không thấy bất ngờ gì, anh biết đó, ông ấy là Donald Trump mà. Trước đó, video an ninh ghi nhận một người đàn ông che kín người đã phá hủy ngôi sao này. Cảnh sát Los Angeles cho biết sẽ điều tra và bắt giữ người làm việc này. Vụ việc xảy ra giữa lúc ông Donald Trump đang cắt băng khánh thành khách sạn cao cấp nằm cách Nhà Trắng chỉ vài block nhà. Gần khu vực khai trương cũng xảy ra biểu tình phản đối ông Trump. Đại gia công nghệ Microsoft vừa trình làng dòng máy tính để bàn tích hợp All-in-One và hệ điều hành Windows phiên bản sáng tạo bổ sung tính năng chụp hình 3D. Đây là những con át chủ bài mới mà Microsoft tung ra nhằm tạo ra bước đột phá so với các đối thủ. Ngày 26 tháng 10 tại New York, Microsoft tung ra máy tính desktop All-in-One đầu tiên của hãng với tên gọi là Surface Studio, có màn hình cảm ứng 28 inch Intel Core i7, 32GB RAM, đồ họa mạnh và chỉ mỏng chưa tới 13mm. Với giá $3,000, đây là con át chủ bài của Microsoft nhằm tạo đối trọng với iMac của Apple. Điểm nhấn đáng chú ý khác là bản nâng cấp miễn phí của hệ điều hành Windows. Đây là phiên bản sáng tạo cho phép quét khối và chỉnh sửa ảnh 3D, dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau. Ngoài ra, tại sự kiện ra mắt, Microsoft còn cho biết sẽ tiếp tục tung ra laptop Surface Book có thời lượng pin lên tới 16 tiếng đồng hồ. Với hàng loạt công bố mới thì Microsoft đang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc có thể vực dậy doanh thu từ mảng máy tính truyền thống và hệ điều hành, vốn đang rơi vào giai đoạn bão hòa trước những đối thủ mới nổi có nhiều đột phá hơn. Từ năm ngoái đến nay, mảng máy tính của Microsoft liên tục sụt giảm. Riêng với mảng hệ điều hành, cũng chỉ có 400 triệu người dùng đang sử dụng Windows 10, ít hơn nhiều so với Windows 7. Theo số liệu của hãng nghiên cứu NetMarketShare, điều đó có nghĩa là độ tiếp cận của Windows 3D cũng sẽ không rộng rãi. Cái phiên giao dịch hôm 26 tháng 10 tại Phố Wall, cổ phiếu của Microsoft giảm 0,6%. Kính thưa quý vị, nhà mạng lớn thứ hai thế giới là Vodafone vừa nhận mức phạt kỷ lục 4,6 triệu bảng Anh ở Anh. Nguyên do là vì lỗi không cập nhật tài khoản khách hàng thuê bao trả trước, mà theo Vodafone thì đây là lỗi quy trình và hệ thống. Từ cuối năm 2013 đến tháng 4 năm 2015, Vodafone đã không cập nhật số dư tài khoản khi khách hàng sử dụng thuê bao trả trước nạp tiền vào. Ước tính khoảng gần 10.500 thuê bao trả trước của Vodafone, thiệt hại tổng cộng 150.000 bảng Anh. Giới chức nước Anh khẳng định dù thiệt hại từ phía khách hàng là nhỏ, nhưng vì tính quan trọng và bức thiết của việc sử dụng dịch vụ di động, lỗi thanh toán này của Vodafone rất nghiêm trọng và kéo dài. Từ phía Vodafone, hãng này cho biết đây là lỗi quy trình và hệ thống. Vodafone hoàn toàn không có ý lừa gạt khách hàng. Để tỏ thành ý thì hãng này đã rà soát lại dữ liệu và hoàn tiền cho các thuê bao bị hụt cước. Riêng 30 khách hàng không thể truy được tài khoản, Vodafone cho biết sẽ quyên góp 100.000 bảng cho các tổ chức từ thiện để chứng minh thành ý của mình. Những năm gần đây, giới chức viễn thông của Anh đã tăng cường siết hoạt động của các nhà mạng để bảo vệ quyền lợi của người dân Anh. Hồi tháng 9, hãng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền lớn nhất nước Anh là Sky đã phải đối mặt với hình phạt từ giới chức vì gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hoặc chuyển đổi dịch vụ.